một phương tiện thủy khủng vận chuyển đến 1.700 tấn hàng hóa đã bị mắc cạn trên kênh chợ gạo, gây cản trở giao thông cho rất nhiều phương tiện khác lưu thông trên tuyến kênh huyết mạch nối miền Tây với thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc ghe gỗ mang biển kiểm soát AG2078 do tài công Trần Văn Hùng điều khiển chở hơn 1.700 tấn sắt đi từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Theo ngành chức năng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ghe gỗ mắc cạn là do phương tiện này vận chuyển hàng hóa trọng tải cao, trong khi đó luồng kênh chợ gạo thời gian qua bị bồi lắng. Việc giải cứu gần như là không thể, mà chỉ chờ đến khi nước triều dâng cao mới có thể di chuyển. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đã bố trí 2 tổ tuần tra túc trực tại đây để điều tiết giao thông trong suốt ngày hôm qua.